Chiều nay, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thanh tra sở này đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thành Bưởi. Theo quyết định xử phạt, công ty này đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính như không thực hiện đúng quy trình bảo đảm an toàn giao thông theo quy định, kinh doanh vận tải hàng khách theo hợp đồng, kinh doanh vận tải khách du lịch không thực hiện đúng quy định về đón, trả khách tại trụ sở chính, trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện. Đơn vị này cũng không thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo quy định và vi phạm một số quy định khác. Theo quyết định tổng tiền phạt là 91 triệu đồng, hình thức phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thành Bưởi với thời hạn là 3 tháng. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thành Bưởi là đơn vị vận tải khai thác các tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Đà Lạt, Thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ và Đà Lạt Cần Thơ. Ngày 30 tháng 9, một xe khách của nhà xe Thành Bưởi va chạm với xe 16 chỗ trên quốc lộ 20, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai. Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm chết 5 người, 4 người bị thương.